Thưa quý vị, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, thời gian qua, nhiều hộ dân xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang đã đầu tư phát triển nghề nuôi cá nước ngọt. Với 3 ao nuôi diện tích khoảng 1.500 m² mặt nước, ông Phan Công Tích, thôn Phú Sơn 2, tập trung nuôi các loại cá tra, cá thác lát. Với kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi cá nước ngọt, ông Tích cho biết, ông thường nuôi kết hợp 2-3 loại cá chung một ao nhằm giảm được thiệt hại về mặt kinh tế nếu có trường hợp bị rớt giá với loại cá nào đó. Nuôi cá nước ngọt đã đem lại cuộc sống ổn định cho gia đình ông. Nếu mà cái nguồn nuôi cá này, nếu mà có điều kiện được là nuôi phát triển lên tốt thì nó có nguồn thu nhập là có khả năng là hơn những cái thứ khác, ví dụ như là nông nghiệp, lúa chẳng hạn. Với diện tích khoảng 50 hectare mặt nước nằm rải rác ở nhiều thôn, nghề nuôi cá nước ngọt ở Hòa Khương đã tạo công ăn việc làm, sau đó giảm nghèo cho người dân. Chỉ tính riêng thôn Phú Sơn 1 và Phú Sơn 2 đã có gần 100 hộ nuôi cá. Bình quân một sào mặt nước cho thu hoạch khoảng 50 triệu đồng trên một năm. Đây là nguồn thu nhập khá lý tưởng với bà con nông dân. Cá của Hòa Khương thì được cung ứng lên thị trường tiêu thụ ở Huế và ở Gia Lai. Cho nên là đem lại cái nguồn thu nhập cũng khá, chiếm cái tỷ trọng rất lớn đối với các hộ gia đình ở đây. Đặc biệt là qua từng năm thì chúng tôi cũng đã thống kê và đồng thời là có cái báo cáo về cái đánh giá thực hiện và đồng thời cái kinh tế đem lại trong năm nó chiếm tỷ trọng từ cũng như là 20-40%. Để nghề nuôi cá nước ngọt phát triển bền vững, thực sự đem lại hiệu quả, thời gian qua xã đã tạo điều kiện để phát triển một cơ sở chế biến chả cá các loại. Sản phẩm chả cá thác lát của doanh nghiệp đang được xã đề nghị thành phố công nhận sản phẩm OCOP. Nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xác định tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, kết hợp với du lịch sinh thái. Hòa Khương thì có nghị quyết là cũng như là xây dựng cái mô hình tập trung ở khu nuôi cá nước ngọt Phú Sơn 1, Phú Sơn 2 theo cái hướng là nuôi trồng thủy sản kết hợp với dịch vụ trải nghiệm, thì để cho các khách trong và ngoài thành phố đến Đà Nẵng thì đi đến Hòa Vang thì ghé Hòa Khương để mà trải nghiệm cái mô hình nuôi cá. Thu nhập từ nghề nuôi cá nước ngọt đã góp phần cải thiện cuộc sống của người dân, xây dựng nông thôn mới ở Hòa Khương. Đây cũng là tiền đề để xã phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 85 triệu đồng trên một năm vào năm 2025 theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã Hòa Khương lần thứ 14.